Vũ Bình Bất Động Sản Nhân Trạch xin kính chào quý vị và các bạn. Dự án đường 25C là tuyến đường huyết mạch kết nối trực tiếp với cảng hàng không quốc tế Long Thành, sân bay Long Thành. Khởi công ngày 6 tháng 1 năm 2024 đến nay sau hơn 9 tháng thi công. Dự án đường 25C hay còn gọi là đường Tôn Đức Thắng đã làm được đến đâu? Hôm nay kênh YouTube Vũ Bình Bất Động Sản Nhân Trạch xin mời quý vị và các bạn cùng xem toàn cảnh dự án được chúng tôi thực hiện vào sáng ngày 24 tháng 10 năm 2024. Xin mời quý vị cùng xem. Cảm ơn quý vị đã xem video của kênh YouTube Vũ Bình Bất Động Sản Nhân Trạch. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới về Nhân Trạch, được chúng tôi cập nhật thường xuyên. Kính chúc quý vị mọi điều tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Xin cảm ơn.